đám giỗ miền Tây ấy. Dạ thì nhân xin chân thành cảm ơn quý cả nhà mình là bông điên điển hôm nay thì nhân đi vô trong đám giỗ miền Tây. Thì nhân sẽ mời cả nhà mình vào đám giỗ miền Tây nhé, mời cả nhà. Để có thể là mình đi vô luôn cả nhà. Dạ đây đã mình tới nhà của bà con của Thiên Nhiên Bốn Phương. Dạ Thiên Nhiên Bốn Phương sẽ mời cả nhà mình đi vào để đám giỗ miền Tây của ông Dương của mình. Dạ ông Dương thứ sáu cả nhà. Dạ mời cả nhà vào nha. Đây khách rất là đông luôn. Bây giờ trước tiên nhất là mình đi thẳng vô. chào khán giả các chủ nhà rồi cảm ơn cả nhà đây. Bây giờ có thể là mình quay để cho cả nhà mình cùng xem ẩm thực của miền Tây nha cả nhà. Dạ xin chào. Dạ có thấy chứ chị. Dạ Thiện Nhân Bốn Phương chị. Dạ Thiện Nhân Bốn Phương chị, cảm ơn chị ủng hộ Thiện Nhân cái này. Đây cả nhà nhận bánh đây. Có thể mình sơ sơ lên rất là ok luôn ha, đám giỗ miền Tây nha cả nhà. Đây là bà con công rồi. Xã Tân Long, huyện Phục Hiệp, tỉnh Hậu Giang nha cả nhà. Đây là đám giỗ miệt vườn cô Thiên Nhân Bốn Phương. Đây thì Nhân sẽ quay thì Nhân sẽ quay đây là chủ nhà nha cả nhà. Chủ nhà em út. Rồi cảm ơn. Gửi qua Mỹ phải không? Dạ kênh YouTube Thiên Nhân Bốn Phương. Rồi cả nhà ủng hộ nha. Đây là bà con dòng họ của Thiên Nhân Bốn Phương coi nhà. Rồi giờ mình tiếp làm ăn. Đây là bà con không ở nhà đó. Dạ chúng tôi Thiên Nhân Bốn Phương. Bây giờ mình tiếp ra mấy bạn của Thanh Niên. Đây cái nhà nhìn thấy. Đây cái nhà nhìn thấy đây. Đây là bà con.
Đây là bà con của mình trong nha cả nhà. Đây. Bà con không có nhà. Rồi bây giờ mình bước qua tiếp phía bên này cái này. Đây. Đây. Đây anh Dũng. Ngày trưa mà quay mỏng áo về tao má. Đây là cái món để lên trên cái này các bạn cái gì nè, cái này ồ cái này là bánh tráng bò bái đình tự nhiên sẽ mời cả nhà dùng mấy xem mấy anh em của Thiên Nhân Bốn Phương nè đó. Đây. Đây không có gãy vô chùa nha. Anh quay cái cặp trên mài của ông đó là ông Thiên Nhân Bốn Phương nha, cả nhà ủng hộ nha. Rồi. Đây là sạch like lên là bắt đầu là khắp thế giới luôn biết mấy anh em mình đang dùng đám dỗ miền Tây vô 1 2 3. 1 2 3. Vô. Quay mấy người ngoài nó cười chết. Thôi Việt Nam mà ăn nhậu gì ngon mà số mà bạn gốc nó có gỗ. Chỉnh tự động luôn á hả? Bây giờ đang chỉnh sửa rồi. Cái làm vừa để cho phụ nữ ta làm, ta đi tới luôn ta chen rồi, điện qua điện lại điện đỡ. Đó cái nhà nhìn thấy rất là ok luôn. Đám dỗ miền Tây. Bông điên điển miền Tây quê tôi nha cả nhà. Ăn cá biển ăn cá biển mà ăn bông điên điển. Ăn cá biển mà ăn bông điên điển. Thư nó gấp cá hết rồi. Cái đó là ngày nay đúng ra là phải cá gô đồng kho me bông điên điển hợp lệ chứ. Quá trời 200 mấy 200 mấy điên điển này cái hũ chút. Dạ, đoạn clip đến đây Thiện Nhân xin tạm dừng cả nhà. Cảnh đám dỗ miền Tây. Dạ, Thiện Nhân xin chân thành cảm ơn quý cả nhà mình đã đồng hành cùng Thiện Nhân. Dạ, Thiện Nhân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình những clip tiếp theo để Thiện Nhân sẽ làm hoàn thiện. Dạ, đây là cảnh chợ này cả nhà. Đây là giày dép tiệm tạp hóa đó cả nhà. Và đây là giày dép không. Đây là tiệm tạp hóa cả nhà. Tiệm tạp hóa luôn. Tiệm tạp hóa nữa cả nhà. Đấy, dạ. Tiệm tạp hóa nha cả nhà, bán đủ đồ luôn. Đây là xã Tân Long, huyện Cù Lao Chàm, tỉnh Hậu Giang này cả nhà. Dạ, Thiên Nhân sẽ quay cái cảnh chợ cho cả nhà xem nha. Yeah.
về đối diện. Đối diện luôn nhà đó. Bán cho nó giá màu trắng rồi. Cái nhà thấy ra đây bán đồ rất là nhiều luôn đó, chợ cầu trắng mình đó. Wow, đây là tiệm uống tóc luôn, tóc bóng luôn. Dạ. Đây 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 ông chủ quầy hàng ở đây là cái nhà đó. Dạ thôi mình chào tạm biệt cả nhà mình ơi.